Háng mồm này cứ bắt đi giao hàng. Không nào nhỉ? Thằng em. Anh Quảng đúng không? Anh Quảng đây. Xin đi chẳng nghĩ lắm. Nhìn xem chú dạo này khỏe không? Em khỏe anh ạ. Thế anh thế nào? Anh cũng khỏe. Thế cái hàng đâu? Anh ở đây tìm cái hàng đến chơi với em. Đương nhiên là đến chơi với em rồi. Thế chị đâu? Nói chuyện đeo chị mày. Tao vừa đánh cho trận xong đấy. Anh mà còn dám đánh chị á? Mày nhìn anh mày đi. Anh mày bây giờ khác rồi. Được đấy. Thế thôi, đi vào nhà nhá. Vào luôn. Mà cái hàng đấu nhỉ? Em nói cho anh biết này. Anh đến đây chơi với em mà chơi nhá. Còn cái hàng là của em đấy. Đừng có mà làm hàng ấy chưa. Sao mà đó được. Anh biết rồi. Thôi đi vào. Mà chú dạy học cả TikTok à? Hay chú dạy anh một khóa đi. Mẹ cái thằng này khó tính thế. Sao mà đó được. Nay mùng 8 tháng 3 rồi đó. Ơi em thích hoa gì nào? Loại mà chỉ mình anh có thôi, hay là loại mà các cô bán đây được? Quà cáp với anh đây thì dễ. Tặng mẹ xe này. Mùng 8 tháng 3 qua rồi tặng làm gì? Kìa, mùng 8 tháng 3 ai cũng được quà. Nhưng hôm nay tận 10, 11 rồi. Có mình em được quà thôi. Nghe cũng hợp lý nhỉ. Em xin. Mùi này lạ hết nhở? Mùi tình yêu đấy. Không phải, mùi này lạ lắm. Lạ gì? Mùi thơm vậy, ngửi đi nhá. Mùi váy dạ, thối vãi. Sao mà đó được. Thôi bấm chắc vào con nha. Vâng. Hai vợ con đi đâu đấy? Em đi ship hàng. Ship hàng sao lại hai người đi? Thằng này đặt hàng lươn lẹo lắm, toàn không lấy, nên em phải ship tận nhà. Đấy anh. Anh trai ra nhận hàng hôm nay này. Ê, nay mùa không nhận hàng đâu. Không nhận hàng à? Quang lắm các bạn thương. Bên thông nhà. Sợ thằng nó điên. Thế mà tính cả tháng kìa. Hay điên mất cả tháng. Vả vẩn quen này. Khi nào 10 giờ đi đón con nhá. Ok. Hình như có cái gì sai sai. Ô, nay 9 giờ sao giờ lại 10 giờ nhỉ? Lần này lại được gặp cô giáo rồi. Hôm nay cô phát biểu công an cho các con nha. Con nữa nha. Con nữa. Ơ, của con đâu? Bạn Thối mang quà đến lớp, đánh các bạn nên cô không phát nhá. Thôi mày toang với bố mày rồi con ơi. Miếng ngoan của con đâu? Cô giáo phát để con là hết. Hết à? Hôm trước làm bố mày bé mặt, mày thì biết tay nhá. Vào rồi đấy, xuống đi con. Bố đừng nói gì với mẹ nhá. Ok con. Để xem ơi, mai được nghỉ nhá. Thầy phiêu bóng ngoan đâu? Học hành của tôi và bà con không phiêu bóng ngoan. Đây, cô ký vào đi. Tôi không hỏi được cô nữa rồi. Em gọi em thật à? Ký vào. Vì trong là
làm vợ anh nhá. Này, không đi giao hàng à? Còn mấy đơn hôn ấy, cái tẩy lông không ship à? Đúng lên đi giao hàng. Ăn với giao hàng không làm được cái tích sự gì. Vì trong anh em là điều duy nhất. Thôi, con đi khách nhà cho bố đi chơi với cô giáo đi. Con chịu. Này, giúp bố tí đi. Cái gì đấy? Bố mới quen à? Tặng bố bông hoa này, nay là ngày quốc tế đàn ông như. Mẹ thật, bố có phải đàn ông đâu mà tặng. Đời thân trải bao nhiêu gánh vác, mong trên vai biết bao phiền. Kìa, sao con lại nói vậy? Thôi, con treo một tí vậy mà. Sao đừng xúc phạm bố vậy nhá? Vâng, con biết rồi. Đời thân trải bao nhiêu gánh vác, mong trên vai biết bao xe lâu thế nhở? Phương, em đi đâu đây? Em đi có tí việc nhưng mà đợi mãi chẳng thấy xe đâu. Mày xe đâu nhở? Cái gì? Châu có Hải mượn cái mẹt đi xếp hàng đi. Vào mà lấy, đi nhanh rồi còn về. Cảm ơn mẹ xe nhá. Là định cho mẹ xe rồi. Bố định chở cô đồng nát đi chơi gì? Bỏ cái tay ra. Bố chỉ đi con mắt đai ghẻ vậy thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Sao? Đưa bố hãy chất đấy. Chất á? Chất gì? Bố chỉ cần hết phèn phèn thôi. Thế này đã đủ hết phèn phèn chưa? Bố hết phèn phèn rồi đấy. Thôi mẹ xe em lui ra, để bố nó đánh con xe này vào, nhá. Kìa mẹ xe lui ra để bố đánh xe vào. Vào thì vào. Khoan. Sao nữa? Không phải là mẹ xe vào. Cho con mẹ ghẻ kia gọn vào. Kìa mẹ không nghe thấy gì à? Con về phe ai đấy? Đương nhiên là phe mẹ rồi. Ông nghe gì chưa? Bố ơi, con ngửi thấy mùi gì à? Mùi gì á? Mùi tiền rồi con. Thấy sống mũi cay cay rồi đấy. Cay tay. Mấy xe làm gì đấy? Đâu có cái gì đâu. Thấy cửa mở ra thì người ta đóng vào cho á. Thật không? Tưởng qua ngồi thử. Ai thèm ngồi? Ai thèm ngồi? Bố làm cái gì đấy? Bố đang bắt kẻ trộm. Nghe mình cũng có trộm à bố? Đương nhiên rồi, con cứ đợi mới xem. À, mấy con ở nhà nhá. Bố đi giao tí hơn anh đây. Để xem cái lát xù nó khác cái mẹ tí nào không. Lần này thì chối nữa đi. Sao mà đó được? Huh?
Giờ mẹ xem thích làm sao? Làm sao là làm sao? Làm sao là làm sao? Sao? Ý làm sao? Ý làm sao? Ừ. Ừ. Thế kỳ nó va gì? Va không? Va thì va. Thế định va cái gì? Va cái này. Thôi rồi, không thích bạo lực nhá. Sợ mẹ xen rồi gì? Sợ mẹ xen á? Đây chưa biết con ngán là con gì đâu. Thế định va cái gì? Cho mẹ xen chọn trước. Thế làm tí. Chắc chưa? Không nói nhiều, lên xe. Bí à, sợ trường rồi. Thua đừng có kêu. Mẹ sẽ chọn chỗ này là sai rồi đấy. Sao mà đó được? Lách sọt đẹp thế nhở? Chuyện, mày nói cái điều ấy, ai cũng biết. Thế để cho em vào xem con này có khác con xe của chị xem tí nào không. Wow, xe đẹp thế nhở? Ý xài. Công nhận xịn thật đi. Hợp đồng thuê xe. Chị Xen ơi. Cái mồm ơi. Cái gì đấy? Không có gì đâu nha. Mày có chết không? Anh nha, thuê xe về lừa chị Xen à? Lừa đâu mà lừa. Thôi đừng nói chị Xen gì nhá. Được, nhưng mà không phải. Không phải cái này. Thế là cái gì? Con này là iPhone mấy anh nhỉ? iPhone 7 em ạ. Không phải, hình như em thấy chuẩn bị thành iPhone 15 rồi đấy. Này, vứt 1, 2, 3. Em xin. Đừng nói xem gì nha. Cái tờ này à, còn sử dụng lên dài đấy. Vào đi, để xem hôm nay ai hơn ai. Định hạ bệ bố Hải bằng cái trò này à? Nhanh cái chân lên. Ai đánh trước? Nhường phụ nữ và trẻ em. Mẹ xem anh trước đi. Ok, nhìn đây. Nhìn thì nhìn. Phá tơ rồi đấy, đánh đi. Trông vậy phá mạnh phết nhở. Nhìn thế này. Cứ ăn đi rồi hãy nói. Ok. Chùa nhỉ? Chùa gì? Người ta này có kỹ thuật cả đấy. Thôi đánh tiếp đi. Trò này em sẽ ăn làm sao được. Thôi nhường mẹ xem được cơ. À được đấy. Thôi đánh nghe. 1 2 đấy. Sao? Sao mà đó được? Tôi ngu rồi. Đừng có đùa mẹ Xen. Này, cứ đợi đấy. Nhạt nhẽo thế nhở? Vậy là mới hay chứ. Mẹ biết đầu chú giả. Thank you.
đâu? Mượn đâu mà mượn? Con biết hết rồi nha, bố không phải đâu. Đừng nói mẹ xem nhá. Vâng, lần này con hết đồ chơi rồi bố ạ. Thôi, con lại bắt đầu rồi đấy. Bố đã đối phó mẹ mệt rồi. Thôi, bây giờ con đừng đòi đồ chơi của bố nữa nhá. Không. Thế bây giờ bố cho mua đồ chơi chứ không được là gì mẹ nghe chưa? Đi luôn bố nhỉ. Con thì có ấy, cháu được cái nước gì thật. Mẹ ơi. Thôi, được rồi, đi. Sao mà đó được. Đá bóng nó phải vậy chứ. Bố đi đâu rồi mới về? Bố đi đá bóng. Bố biết ngày là ngày gì không? Ngày bình thường ấy, làm sao? Sao chăng thì bố nhìn mẹ đi. Mày không có quà, đừng mơ mà đòi vào nhà. Quà gì nhỉ? Quà 8 tháng 3 thay bố. Nên anh lùi bước về sau để thấy em gió. À, định lùi à, định lùi đâu? À, thôi nhá, bố không vào đâu. Sao mà đó được? Cứ lùi đi, sắp lùi đến bao giờ? Bố sai rồi đấy. Bố lấy quá không vào à? Vào làm cái gì? Bố bây giờ ở đâu cũng là nhà con ạ. Thế thì hỏng rồi. Ông ngủ ngoài đấy luôn đi. Ngủ thì ngủ, sợ gì? Giờ này ấy, bố ở đâu cũng là nhà. Con nói cho bố biết này, sai cái giáo hội này nhá. Mẹ thế bảo về bố. Bố sai về mẹ bố mất hết. Sao mà đó được? Hoa thơm không? Ý, hoa đâu vậy chị? Anh Hải tặng chị đấy, em thấy hoa thơm không? Hoa thùng răng chả thơm. Thơm nhưng mà mùi hơi lạ chị ạ. Lạ là cái gì? Hoa hồng thơm như thế này bảo lạ. Đây em cho chị xem đây. Sao tối vậy? Đây để em zoom ra cho hoa. À thì ra bảo sao mà hoa mùi nó lạ lạ. Quả này anh Hải toang rồi. Có cái hay xem.